ơi, vấn đề có vấn đề nhá. Bây giờ là nó báo cạn bình rồi mà nó không hiện số không, không còn hiện cái số quãng đường đi được còn lại đâu. Nên là em đang nghĩ là kéo mình chỉ quay lại được mục tiêu ban đầu là đến được thành phố Đà Nẵng thôi. Trời. Đây, cho mọi người xem chốt số của ngày hôm nay. 846,5 km. Đây mọi người nhìn số ở dưới cùng này, 846,5 km. Và bây giờ là 0:22 rồi. Đêm rồi mà xe vẫn chưa hết xăng. Thật sự với mình đây cũng là một bất ngờ lớn. Mà bây giờ cũng muộn quá rồi thì thôi, cũng phải để cho anh em nghỉ. Thì mình tính lại lịch trình là ngày mai thì tất cả anh em bọn mình sẽ quay trở lại Đà Nẵng. Và xe hết xăng lúc nào thì chúng ta sẽ chốt số cuối cùng tại lúc đó, được không ạ? Bây giờ thì nghỉ ngơi nhá. Bây giờ là 8:21 sáng và chúng ta một lần nữa đã đến với cầu Rồng ở Đà Nẵng. Quãng đường hiện tại đi được đã báo là 876,6 km rồi. Trời mưa rất to. Và kể từ lúc mà bình xăng bắt đầu báo cạn thì cho đến bây giờ là đã hơn 100 km. Thật sự thì chưa bao giờ mình mong chờ kết thúc một buổi quay như ngày hôm nay. Hết rồi đấy. Giờ thì cuối cùng nó cũng hết xăng rồi. Ok rồi đúng không? Ok chưa? Đây, mời mọi người vào đây ghi nhận số cuối nào. Bây giờ là 9:40 sáng tại thành phố Đà Nẵng. Và ghi nhận số cuối, một bình xăng đầy của Suzuki Hybrid Ertiga 881,4 km. Số cuối nhá, 9:39. Số km đi được là 881,4. 881,4.